Hello anh em nhé, hôm nay thì hai anh em mình đang giữa lúc chưa nắng luôn. Hôm nay mùng 1 thì rất là nắng đẹp trời các bạn ạ. Thay cho em trai cái hai cái quả pha các bạn nhé, pha đèn pha và đèn gầm. Đấy, của xe Isuzu LPR 500. Đấy, đây các bạn. Xe này thì bạn ấy không bị vỡ đâu mà bạn bị ố ố đấy các bạn này, bị ố đây. Nó kiểu bị ố các bạn, bị nước vào và ố ấy. Đây các bạn này. Đấy, cái này các bạn biết tại sao không? Hiện tại đèn của em bí nhá, đèn này nó đèn xịn luôn, nhưng mà tại sao nó bị như này thì mình sẽ đoán có hai phương án. Một là đây là đánh cana anh em ạ, đánh cana ấy thì thành ra là nó bị gọi là bị xăng vào ấy, thì thành ra nó bị dạng cái mặt kính đấy. Còn ở đây là bị nước vào này thì anh em phải có bài xử lý ra, các bạn bôi keo vòng tròn đi là nó sẽ hết anh em ạ. Anh em bôi keo vòng tròn đi nó sẽ hết cái nước vào trong này, nhưng mà em thì không xử lý, thành ra bây giờ nó bị đục, nó bị mục hết cái mạ bên trong và bắt buộc phải thay anh em ạ. Đấy, đây là chiếc xe Isuzu LQR 550 anh em nhá. Đây thì mình sẽ tháo và lắp cái đèn pha đèn gầm. Đầu tiên mình sẽ lắp đèn gầm trước, nó dễ hơn. Sau đó mình sẽ chuyển sang lắp đèn pha. Đây hôm nọ thì có lắp tay gương cầu cho em ý này. Đấy, tay gương cầu. Rồi em ấy cũng rất hay mua đồ của mình. Xe Hyundai cơ, em mình mới chuyển sang con xe này, bán con Hyundai rồi. Đấy, chuyển con Isuzu này. Đấy, con anh em nhớ của mình nha. Anh em ơi, anh em chia sẻ mạnh giúp mình là ngày 19 tháng 9 là mình sẽ chuyển sang số nhà 110 các bạn nhá. Anh trai đấy gì đấy? Mình có cái móc bùn bạt không? Móc bạt nhờ, sạch thành xe à? Ủa chết rồi, em đang hết mất cái đấy rồi. Cái sạch mất móc bạt rồi, mấy bữa mới nhập đấy nhá. Còn gì nữa không anh? Sau khi các bạn lấy pha mới của tàu ra, các bạn muốn bền nhá, các bạn bắn keo silicone vào đây này. Đấy các bạn bắn vòng tròn đây các bạn này. Đấy các bạn bắn hết vào cái mép đèn và cái mép thân đèn và vừa cái mặt đèn. Các bạn bắn vòng tròn đấy, các bạn có thể lấy keo silicone A500. Các bạn ra tạp hóa các bạn mua keo silicone A500 nhá. Các bạn bắn hết vào cho mình, nó bẩn bên trong thôi nhưng mà không nhìn thấy bên ngoài đâu. Các bạn một là bạn anh em mà không rảnh thì các bạn cứ để ra một tiếng keo khô lại các bạn lắp, còn nếu bình thường mình vội thì mình lắp luôn vào thì tùy, nhưng các bạn tránh sờ vào keo. Đấy các bạn thấy không? Bắn hết vào đèn này, bốn xung quanh. Bắn hết vào các bạn ạ, bắn hết vào như này này. Đấy. Đấy các bạn ạ, xong nhá. Giờ sau khi lắp xong bật pha cốt thử. Ok, ngon luôn em ơi. Rồi luôn các bạn ạ. Đấy, nhà xong nha các bạn nhé. Sau khi lắp xong thì các bạn nhớ bóc đi lông cho mình. Đấy, nhà ngon hết luôn, đầy đủ hết các bạn nhé. Em định chế hai quả mắt đi nét, hai quả bi mắt sạch bé bé. Đấy, thế là thay xong các bạn ạ. Nói chung là thay đèn pha này thì cũng rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn chỉ được tháo mặt ga lăng thôi. Nói chung là QKR thì 90% là anh em sẽ phải tháo mặt ga lăng ra QKR, LQR. Lấy gì anh trai? Lấy gì anh? Có gương hậu của đấy không? Xe gì anh? Em có chưa, thiếu gì đây mà. Đó. Anh vớ bên nào lái phụ phụ có 650 xin luôn anh. Thay luôn đi anh. Đây để em lên thay, anh thay luôn đi, về nhà thay. Ok. 650 anh ơi. Hàng chuẩn chỉ luôn. Phát. À đấy. Cái này thì mình có bắn keo cho em ý, thì sau khi lắp vào thì nó có dính nhem nhở ra thì các bạn nhớ vệ sinh đi giúp mình nhá.